Xin chào cả nhà. Hôm nay thì bà con mới đi rừng về và có đào về được một cái loài địa lan cho hoa rất là đẹp mọi người nha. Cây này có tên gọi là bạch phượng môi tua. Đặc trưng của nó là cái phần củ to như là cái củ khoai mọi người, cho to tròn ha, là nơi chứa những cái dưỡng chất dinh dưỡng. Và hiện tại là những cái mầm thân tơ mới nó đang lên rồi. Cái đặc trưng cái thân tơ là nó xoắn xoắn lại, nhìn giống như là những cái bông hoa hồng vậy mọi người. Và sắp tới thì sẽ là cái mùa hoa của nó. Hoa khi nở phải nói là cực kỳ đẹp và rất là thơm, nhìn giống như là cái con phượng trắng đang tung cánh vậy mọi người. Đó cũng lý do vì sao nó được gọi tên là địa lan bạch phượng môi tua ha. Cái cánh, phần cánh hoa nó, cái lưỡi hoa nó tua rua có những sợi ấy, nhìn giống như là cái cánh con phượng đang tung bay vậy. Rồi, và hôm nay thì em có chia ra đây làm các phần, mỗi phần đồng giá với nhau 100 ngàn một phần, được 5 cây mọi người nhé, 5 củ ha. Về anh em có thể là trồng lấy 5 chậu cũng được, hoặc là trồng lấy một chậu lớn cũng được, tùy thích mọi người. Cái giá thể để trồng cái loài địa lan bạch phượng môi tua này thì mọi người trồng vào giá thể đất tơi xốp tí là được. Các phần đồng giá với nhau 100 ngàn mỗi phần. Và anh em có sưu tầm thì nhớ inbox vào trong TikTok cho em nha. Tức là mọi người nhắn tin vào trong TikTok của em, hoặc là xem ở phần hồ sơ, phần tiểu sử của kênh em á, sẽ có mục để anh em có thể liên hệ đặt mua ha. Mọi người vào trong kênh em xem ở cái mục hồ sơ á, lúc đó sẽ thấy cái phần liên hệ thôi. Rồi, em chia các phần đều nhau rồi. Mỗi phần nó được 5 củ mọi người nhé. Đây, những cái cây này thì hiện tại đang lên thân tơ, là cái mùa phát triển trong năm của nó. Sắp tới thì anh em tầm cỡ tháng, hơn tháng nữa là sẽ được ngắm hoa. Bởi vì khi cái cây nó cao tầm cỡ dài 20-30cm, đó nó sẽ bắt đầu cho ra những vòi hoa. Và khi nở rất là thơm mọi người nhé. Đây là một trong số những cái loài địa lan rất là hiếm có của rừng. Khi mà anh em chúng ta đã sưu tầm được những cái giống phong lan đẹp rồi á, thì mọi người có thể sưu tầm thêm những cái loài địa lan, tức là những cái loài lan mà nó mọc ở dưới đất. Có rất là nhiều loài lan đẹp, và cái cây bạch phượng này là một trong số đó mọi người. Rồi, cưng phần 5 củ nha, em chia đều nhau hết rồi. Thì bây giờ em sẽ quay kỹ cụ thể hơn, thì anh em thích hình nào cứ báo em nhé. Số 1 nè, trăm. Phí ship tầm 30 ngàn, do bên đơn vị vận chuyển họ thu riêng mọi người nha. Thì mọi người mua em đóng gói gửi qua bưu điện thôi, sẽ có bưu tá họ giao tận nhà cho mọi người. Mọi người mua, mọi người kiểm tra hàng, đúng hàng như mọi người đặt thì mọi người thanh toán nha. Đây. Rồi. Anh em sưu tầm thì mua một phần là được rồi. Còn bán nào ví dụ muốn trồng nhiều, chơi nhiều hoa, nhiều thân thì chúng ta mua 2-3 phần vậy, tùy thích mọi người thôi. Rồi, 10, 11 nè, cứ 100 ngàn một hình mọi người nha. Hoa rất thơm và cực kỳ đẹp, như là cái loài phượng trắng đang tung cánh bay vậy. Hiện tại là ở Tây Nguyên là đang mùa mưa mọi người. Vì vậy kiếm săn được những cái dê địa lan này về nó cũng khá vất vả. Thường là mùa nắng thì đi dễ đào hơn. Mọi người lưu ý nha, cái cây địa lan bạch phượng môi tua này nó có một cái đặc trưng á, là khi anh em trồng chăm sóc đúng không, tới một cái độ tuổi nào đó chúng ta chơi hoa, sau khi hoa xong á thì cây nó sẽ bắt đầu nó héo héo lá dần, héo thân dần, và nó rụng xuống và nó chỉ còn là cái phần cũ nằm im ở trong đất đây nè. Nhiều anh em không biết á, thì tưởng là cây nó chết xong vứt cái chậu đi, nhưng mà thực ra á, cái lúc đó là nó ở cái dạng cũ. Nó sẽ ngủ đông, nó ngủ đông tầm tới cái dịp như này sang năm á, nó sẽ bắt đầu lên mầm, mang mầm tiếp tục phát triển. Đó lý do vì sao mọi người chỉ thấy ở trên thân nó là có một cái thân thôi nhá. Không giống như loài khác là chúng ta nhìn có thể thấy những cái thân già, 2-3 thân già, mà riêng cái này có thấy đúng một cái thân tơ thấy không. Đó là cái trạng thái ngủ đông của nó. Khi mà nó ngủ đông thì nó sẽ rụng hết thân, còn cái phần cũ nằm im dưới đất nè. Nếu mà cái cũ này không bị côn trùng hay hoặc là không bị hư thối gì á, thì sang năm nó lại tiếp tục lên thân mới để chúng ta chơi hoa nha. Rồi, đó là một cái đặc điểm để anh em có thể biết về cây bạch phượng môi tua này. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cả nhà. Nhớ inbox vào trong TikTok cho em nha, hoặc là xem ở phần hồ sơ, phần tiểu sử của kênh em, sẽ có mục để anh em liên hệ đặt mua ạ.